Chiều sang anh, chiều sao mình chiều sao chiều đi một vòng đây này, có ai thấy lướt vòng đó rồi. Thả xong là gõ ngay sao? Hả? Thả xong mình đó mình gõ đi nữa hả? Dạ, quên hết lưới rồi quay lại gõ. Hay vậy ta. Cái lưới nó dài bao nhiêu mét vậy anh? Không biết bao nhiêu mét à? Chắc phải hơn được chứ? Hơn 100 mét đó chứ. Tay anh còn ba ấy. Không, trên mấy trăm rưỡi đâu á. Mà già chứ phải trăm mấy mét á. À vậy là còn ba nó dài lắm. À chứ à. Có liền à, hay à. Đập á, đập xuống. Đuổi cá. Đập nó sợ nó chạy nó vô lưới à. Chuyện qua nó xuống quay ảnh mà dính bộ râu quay mà. Chuyện qua nó xuống quay quay ảnh dính bộ râu quay mà. Đúng rồi, chị nó bơi nhanh hơn. Chậm nhỏ. Chậm này to nó bơi chậm hơn thằng đó. Mày nó hát thêm xe rồi. Xong bây giờ dở luôn anh hả? Dở lên có lên là hay nha. Chín rồi hả? Ờ hay chứ. Nhưng mà sao có người ta thả thiệt lâu người ta mới quay lại dở nha. Đó ngâm, ngâm. Lưới, à. Lưới ngâm à. Lưới đây của người Trung Quốc nó bén hơn. Bén hơn. Mình đây gọi là quấn gõ hả? Lưới gõ. Lưới gõ. Đây của Trung Quốc. Ừ. Chứ lưới mà lưới Thái rồi nó ít chín luôn. À. Cái mùa đá phần ấy đá phần cứ mùa nó mới lưới Trung Quốc để chịu không nấu là đất á nó chịu không nấu nó dính nhiều á còn cái lưới Thái kia là ít nhạy hơn nó không nhạy bằng lưới đây à. Không nó nhạy không là do sợi cước đó chứ đúng không nó mạnh hơn, mạnh sợi cước nó mạnh không chứ mạnh cá nó còn cá hầu nó nhiều quá mình chịu không nấu đúng rồi nó dính nhiều quá xí này rớt rách lưới luôn à? Rớt cái này dễ là rớt liền. Rách lưới liền, lưới này mạnh quá mà. Thả xí nói chung nấu. Nó vô nó tung vậy là bung lưới. Vậy là lưới này phải mua lên thay liên tục á. Hả?
chứ sao mà vá nổi mấy đây, vá là nhiều quá. Xong mình mua bỏ không? Giá đồng đầu giá mà. Rách bỏ rồi. Thì lưới rẻ ổn mà. Lưới rẻ. Hầu kia nó ấy bên này nó giật mà. Giật máy mà. Đúng rồi, máy nó làm bằng loạt mà. Trước đường. Hầu kia đường miền Tây. Hầu kia giàu nhất, giàu có nhất mua được đầu lưới. Đúng rồi, cái đây gọi là lưới bén á. Ừ, hồi xưa là dặn đại gia mới mua được đầu lưới. Còn nghèo muốn nấu đâu. Hầu kia già hầu đó là tụi mình mua hai lũ đất mà. Nhưng mà sao anh không chơi cái lưới chìm mà anh bắt cá đi tầng dưới? Để chìm á hả? À sắc đáy luôn hả? Còn lưới nấu là nấu bên trên sao nấu cái hàng cái kia lưới nấu là cái cái đấu rồi á. Cái đối, à cái đối đi nổi. Cái này là đi chìm à. Cái này nó đi nổi đi chìm nó bơi lung tung quá à. Nó chìm hả? Chìm hả nè. Nó nấu vậy mà anh thả rồi rõ phát là chìm nó mất đi hết. Cái con này thì nó ngoi lên nó thở đó phải không? Cá đen nó chìm mà chìm. Nó bơi nó giỡn nó ướt nước nó nấu đi chứ còn thiếu oxy nó nấu à. Vậy là dính vậy chứ đó, cái này dùng đi ráng nhét nghe nó 50kg hả? À? Chục 50kg luôn dữ vậy nhét đâu có nước Thái mà nước con cà đó mà không có nước Thái mà chín cà đó không có thấy nước Thái có cua hả? Có cua. Ở đây nó có cua xanh không anh? Không có. Có chưa? Có. Ít lắm, đầu lâu rồi. Cá liên tục. Mình cá lai không à? Cá lai. Cá lai còn cá mà còn đen là không có lai. Là cá đu đỏ. Ừ, nên nó lai. Cá lai nó to không anh? Lai. Còn không lai là nó còn tầm đây đúng ra là hồi xưa là nó không có nó bị giờ cái lai đùng cái lai đây anh thuông cá phi đen mà cá đen anh mới anh cũng câu bằng cá phi đen. Phi đen ngon không chứ? Phi đen mới ngon hơn cái này chứ? Cá này nó nhão hơn nhão mà điều nó thấy nó mập nó múp đẹp hơn à, múp nhiều thịt hơn kia thôi. Con phi đen anh gói được mà ẩu chục ký ẩu chục ký không? Hồi nãy mà đi nữa đâu mà bán ở trên 1 chục ký nhé. Cái này mới có 2, 3 nhát nha. À. Tàu để cá phi mua mạnh. Thì anh mới thả cái 3 lần rồi hả? Ui, bán có, bán liên tục rồi. Mới đi nghỉ 5 giờ nhà đi xuống 5 rưỡi rồi. À. Đâu quýnh có gì có, bụng qua quýnh nhát đi 10 ký hả? Chục dài dữ vậy? Ồ. Vậy nó giật. Quýnh nhát 10 ký hả? Tái xuống dùng nó dính ghê mà. Ủa này chạy sọt như đó tôi có mà. Thì làm ở đây sướng thả xuống rồi gõ cọc 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 để đập nước là cá vô lên hả? Dạ. Thì nhanh hơn cái thả ngâm kia, thả ngâm kia một thời gian. Đây tập hành hả? Tập hành. Để miệng liền mà thôi. Thả ngâm vậy là thả nhiều loại lưới. Do năm nay ít cá này, mỗi cá nó mới nhiều. Mấy năm trước mới cá nó nhiều. Chạy đi hết. Vậy mấy năm tôi thả, hôm kia mà hầu nó cấm á. Ông hầu cấm ông bì bên đây. Đâu á. Hầu cấm mà 3 tấm lưới nha, thả xuống cái là chìm mới chẳng đây nha. Hầu cấm. Đầy nhiều cái đó hả? Cá ghê lắm. Dạ, ở ngoài hồ đã cấm đi. 3 tấm lưới mà tôi dơ lên, 2 cha con tôi đứng đi đỡ cái chẳng bây giờ gỡ 1 tạ tư tạ rưỡi. Cái người làm giờ nhiều. Mình nói hình như nó không không á. 1 tạ rưỡi cá, mà tin không? Một giấc một á. Tôi thả xuống nó dính nha, cái lưới xấu không rồi nè. Cá xuống rồi bắt đầu nắm cuộn không được nữa. Bắt đầu khiên cái sẵn đi bói rồi hai cha con đứng dưới nước á, lộn bói vào sẵn bắt đầu ba tấm lưới là khém luôn nha, đứng dưới nước đỡ hai đầu mũi. Hầu là cá phi lai nó có tiền. Nhiều quá mà. Cá phi mình không chứ nó phi lai ra một cái lai nó có tiền. Ờ. Bên đây phi lai nó ớ gì mà. Giờ gỡ công một tạ rưỡi cá điếm không à. Chục trời dữ vậy. Gần tạ rưỡi cá. Giờ nó dài, nó dài vô nó dính được nhiều. Gần tạ rưỡi thôi nó chìm mới sống còn gì nữa. Chìm ngầu đứng hai cha con đứng dưới đỡ hai cái đầu mũi sống mà giác ngựa đầu á. Chứ là, sao ấy được. Là cá nhiều lịch sử hả? Ừ, nhiều. Đầm đây mấy bữa quýnh anh quýnh
quay sớm là có cá măng, cá chốt, cá rồi mấy thứ ra nó cũng ngon. Có cá măng nữa hả? Bữa nay có cái chốt lại không mà. À, cá măng chưa lắm. Chưa thấy cá măng hả? Từ bữa giờ chưa thấy cá măng nữa hết. Chưa, cá măng sáng bữa 10 ký rồi. Mà nó quýnh cái loại quý á, nó vô nó quýnh bữa 2 bữa rồi à. Nó là hết rồi. Là nó chạy đi chỗ khác hết rồi, không còn nữa. Mấy khách chi giờ nó giờ ngu. Nó lứa ở nhào vô à. À vậy hả? Nó dính con rồi thì còn nó nhào tới nữa. À vậy hả? Cá lạ. Vậy là cá nó dính rồi nó thấy nó nhào cá rô phi thì vậy. Vậy là theo bầy á. Nó nhiều là bầy nó nhào vô nó dính hết à. Con trước lao vô rồi con sau cứ vậy lao vô thôi không? Dính vô hết. Mình không à? Con đó không lai, con đó không lai, không lai, không lai đấy. Mình con đó mới ngon á, ăn mới ngon. Đế. Cá này đế đồ Trung Quốc đây quấn dài ngày gần tuần lỡ là thay lưới khác luôn hả? Rồi đây chắc cũng có tuần rồi nè, đâu đang đây. Đang. Bữa bão mà hồi xíu giữ không còn anh. Đó, cũng còn được. Bữa bão á. Bữa bão là ra mua thằng chuyển nó mua được kia 90.000 tấm luôn, cái trong cục nó nào. Trời ơi. Ừ. Vậy tấm đây một tấm nó chưa tới 100.000 hả? Cậu. Cái đây bữa mua 700.000 ấy. Dữ vậy hả? 700.000 tấm à. 700.000 hai tấm đi. Hai tấm nha. Con chỉ nó mua ở đâu nó mua chứ không bọc á. À vậy mua nó đem mua. 90.000 tấm mà tấm của nó con khúc à. Mua nó 5 tấm vậy. Mà mua Dũng của nó mua cho của thằng Dũng chứ đâu ấy. Không có mua Cường. Anh Cường á. Cường với cái lem này 5-6 mà Trung Quốc đó mà xạo gì. Lưới quá mạnh luôn à. Mạnh. Mạnh. Đây còn gọi là nó dính à. Này như sợi tóc không à. Cái lưới ở nhà bữa mua 1.2 đẹp 1.2 nó thả được mấy bữa giờ cá là quá nữa 9 phân rồi. Phần thì chắc. Ồ, dính lúc hai chú gần nhau. Ba chú gần nhau luôn đó. Ba con luôn. Cá này mình biết con nào gõ. Vừa thôi nó tụt. Rồi nó lao cái đầu vô mà rồi nó dãy rồi nó quấn lung tung á, nó hùa vô nó dính à, dính lung tung á, quấn dính con nó nhào vô nó dính à. Bỏng ngờ mấy năm nội vậy là anh chuyển cái nghề đây làm, bữa nay chuyển cái nghề quấn lưới luôn á. Cả ngày ra thả hai lần thôi, sáng thả lần vừa thả lần là đủ rồi, tối quấn nữa. Vậy là khỏe rồi. Rảnh rang mà làm cái khác. À, cái đế này. Sao biết cái đẻ anh? Đó, cái dòng nó. Cái bụng nó to sao? Đẻ ốm, đẻ có con. À đẻ xong nó ốm hả? Ngậm miệng á, con ngậm miệng á. Ngậm con cái miệng nó hả? Nó ăn ngậm miệng á. Vậy giống cái trầu luôn, nó há miệng nó ngậm con đó hả? Đi với cái con là hay à, vô. Vào quấn lì vô cái 10 ký. 10 ký luôn anh hả? Dạ. Quấn nó một lần hả? 10 ký luôn. Ờ, vô một lần vậy. Cái mất hồn. Mờ sáng á. Nên nó chạy xuống như kia, ai như kia nó có. Làm đỡ cua luôn. Cá đây nó nghiệt lắm. Quậy quá rồi hả? Con cá đây nó nghiệt nha. Này quấn cua chứ quấn gấp bao nhiêu quấn cá đấu à. Với động vật quấn tháng không đừng để đừng tháng đâu có dính. Tháng nãy dứt đừng tháng xuống không dính không? Hai cua không? À mà phải mình thả công á. Đó là quấn cua chứ quấn cua tròn bao nhiêu rồi. Chứ quấn tháng rồi quăng ở giữa nữa. Là cá, đập ra là chạy nó chết. Cá đây giờ nó liều. Nó dặn nó không chạy nữa. Ví dụ mà bao rộng mà cũng khí đó. Nó cũng chặt lưới à.
nó đâu có dính đâu, nó quật quật nó chạy nó quăng thô lỗ mà. Ờ vậy hả? Lúc nào cua đây chỗ đen không chứ? Hay quá chỗ đó cua đây cua nữa này, dính này không? Loại mà đây là nó chắc nò mà là nó mới dính nhiều. Đấy không? Vậy là dưới đây vẫn hai loại tồn tại, loại cá lai, loại cá ta hả? Vẫn sống với nhau. Đây nó lai, nó lai. Họ cũng là cá đây nó ở cá lai là ở ngoài nó thả ấy, nó thả thấy được đâu. Mấy năm vừa đầu chứ mấy? Hả? Mấy năm vừa đầu cái lai không nhiều chưa? Ờ, chứ mấy năm không có đâu. Mấy năm có đen không à? Cho mình còn đâu có cá lai đâu. Mấy năm vừa đầu cái năm nay. Ờ, năm nay sao năm quái chu cái lai. Mà hôm trước cũng mấy năm trước cũng có mà ít. Ít. Giờ nó lại 80% rồi mà. Có rồi, cà phê đen hết rồi. Tắm phải có 80%. Giờ xuống ruộng quấn nó may ra còn cá ấy, cá ta nhiều. Cá truyền thống luôn. Cá mình rồi chưa, nó nhỏ đâu rồi, bận gì đâu. To chó vậy chó. Cá này thì nông như đây này, to hơn này nữa. Dạ. Yeah. Cá đây thì mình nói chung là nếu cái đầm đây là cá ở đây, nếu không có chỗ này mình cá đẹp, cá ngon thì ở đây. À, đầm. Nếu ngon á là không bao giờ có, anh có nuôi xong thú nào cũng không bằng. Đầm này vẫn ngon hơn. Cái đầm này là cái giờ cái nước sẽ hay, cái chất nó vi khuẩn ở núi này nó đùa xuống dòng nước con tôm vậy, nó lớn như dừa. Đúng rồi. Con tôm anh cho anh nha, hầu trước nói mình nói đâu nói thành nó khùng khùng. Cái thằng cho ăn với thằng không cho ăn, mà cái thằng cho ăn không lớn bằng thằng cho ăn là 3 tháng, mà thằng không cho ăn 2 tháng rưỡi nữa thôi. Mà cái đầm này nè chứ chưa có chỗ nào có phải không ngựa. Thì 2 tháng 2 rưỡi.